Như quý vị và các bạn đã biết, từ ngày 15 tháng 5, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã ra quân kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Một trong những giấy tờ nhiều phương tiện thiếu nhiều nhất chính là bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Sáng ngày 22 tháng 5, ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính đã có cuộc chia sẻ với báo chí những nội dung xung quanh vấn đề này. Trước thực trạng về việc sử dụng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự mà một số cơ quan báo chí phản ánh gần đây, như tình trạng bán bảo hiểm không tuân thủ quy định, hồ sơ bồi thường bảo hiểm còn khó khăn, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động kiểm tra, rà soát việc triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong toàn hệ thống, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm cần tiến hành chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Theo ông Phùng Ngọc Khánh, để giải quyết cơ bản, căn cơ, mang tính lâu dài, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quốc gia về An toàn Giao thông, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các địa phương và doanh nghiệp bảo hiểm sửa quy định theo hướng, ứng dụng thương mại điện tử trong việc bán bảo hiểm, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế, xây dựng mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm nhưng vẫn đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc. Ngoài ra, mức phí bảo hiểm tương ứng với rủi ro của xe cơ giới, bao gồm xe máy, chủ xe và người lái xe, tăng mức trách nhiệm bảo hiểm cơ bản đảm bảo chi phí thực tế về giá dịch vụ, khám, điều trị, chăm sóc y tế và chi phí khắc phục thiệt hại đối với tài sản.